Chiều nay quay bác một chiếc xe Momentum, xe thương hiệu lớn nhé, dòng xe cao cấp rồi các bác nha. Đây, quay tổng quát xong em quay chi tiết. Hệ thống van vành đấy, vành hãng đây nha các bác, lốp zin theo xe luôn. Con này lốp zin theo xe, đùm nhôm. Con này xe phun nhôm, phanh nhôm luôn các bác này. Anh nhôm đúc nguyên khối nha. Dòng này quay rất nhẹ. Bên này là tay tháo bánh này. Và cái tháo rút ra là ra bánh này nha. Giờ trước này em lắp thêm này. Giờ này em lắp thêm cho nhìn cho nó đẹp này. Hệ thống con này xin nó hết được không? Em phản quang trước. Tay phanh, tay đề. Này là hai đĩa nha, gọng bình nước này, đùi nhôm nguyên khối đây, để đàn zin nha. Quay rất rõ luôn, in này là in zin nó nha, em bọc lại da đây này, hệ phong phanh này, nhôm, đây giờ em lắp thêm, đây mày ở sau này. Shimano này, vành này, còn này hệ chuyển động này, 2, 4, 6, 8 đĩa này, chuyển động Shimano luôn này, chi tiết cho các bác xem một chiếc xe đây sơn zin nha, tất cả các cái này zin hết các bác nha. Thông số này, con này lốp 700C nha. Vành nhôm hai lớp nha. Vành nhôm hai lớp, chịu lực. Chịu lực rất. Con này là size 45 nhé. Dùng cho các bác từ 1m6 trở lên, 1m6 trở lên là đây đẹp. Còn các bác cao hơn thì các bác nâng in lên chút. In này chúng ta nâng lên nâng xuống này. Con này vô tăng nhôm này, khi đồng nhôm này.